Phật giáo hòa hảo khắp nơi vang lừng, Phật giáo hòa hảo nơi nơi vui mừng. Đạo màu soi sáng tâm linh đời ta, quê hương ơi đạo dân tộc sáng bừng. Đất nước xưa lầm than đôi khổ, ngoài sấm dậy sẽ quê hương đất tổ. Một vì sao tỏa sáng muôn phương, lệnh Tây phương thầy lâm phàm cứu khổ. Lòng thương lấy thứ đau ta bà, thừa truyền pháp luân dụng khuyến ca. Cảnh tình người mê về cõi ngộ, dạy dân kẻ tùng vượt nơi hà. Thoát mê về tình độ ban xanh, đức huỳnh giáo chủ sang trần gian, mang đạo màu chánh pháp huyền vi. Thương yêu hòa ái không ghét ganh, đức huỳnh giáo chủ cứu nhân loài, mang bao chánh pháp xóa ưu hoài. Ân đất nước là người phải trả, nguyện dựng xây thế giới hảo hòa. Chân độc lập tự do cho nước, cho sông nòi rạng rỡ trước năm châu. Khi thiêng liêng sông núi nhiệm màu, uốn nước sông anh hùng vang bốn bề. Phật giáo hòa hảo khắp nơi vang lừng, Phật giáo hòa hảo nơi nơi vui mừng. Đạo màu soi sáng tâm linh đời ta, quê hương ơi đạo đạo dân tộc sáng bừng. Đất nước xưa lầm than đôi khổ, ngoài sấm dậy sẽ quê hương đất tổ. Một vì sao tỏa sáng muôn phương, lệnh Tây phương thầy lâm phàm cứu khổ. Lòng thương lê thứ đau ta bà, thừa truyền pháp luân dụng quý ca. Cảnh tình người mê về cõi ngộ, dạy dân kẻ tùng vượt nê hà. Thoát mê về tình độ phàm xanh, đức huỳnh giáo chủ sang trần gian, mang đạo màu chánh pháp huyền vi. Thương yêu hòa ái không ghét ganh, đức huỳnh giáo chủ cứu nhân loài, mang bao chánh pháp xóa ưu hoài. Ân đất nước là người phải trả, nguyện dựng xây thế giới hảo hòa. Chân độc lập tự do cho nước, cho sông nòi rạng rỡ trước năm châu. Khi thiêng liêng sông núi nhiệm màu, uốn nước sông anh hùng vang bốn bề. Khi thiêng liêng sông núi nhiệm màu, uốn nước sông anh hùng vang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách cùng chư quý vị đồng đạo kính mến. Căn cứ công văn số 794/2020/BBC-BTS-TU của Ban Trị sự Trung ương, phân công thuyết giảng giáo lý như thường lệ, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương hôm nay ngày 1 tháng 11/2020, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, tại điểm 1334 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thuyết giảng lần thứ 132. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần tham dự.
Về phía ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu bà Phan Kim Thoa, trị sự viên Trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Hai, ông Quỳnh Trọng Hai, phó ban đại diện phụ trách phổ truyền giáo lý. Về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Tầm Pha, là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Cùng tất cả chư quý đồng đạo và các thành viên của ban đại diện có mặt trong buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Sau đây là phần nghi thức tôn giáo. Xin mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta nghiêm trang hướng về lễ đài để làm nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật, kính. Thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo chủ, kính. Thôi, mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin trân trọng kính mời chú Lê Thanh Hùng, thành viên ban đại diện, sẽ đọc bài Sứ Mạng mà Đức Thầy đã viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Xin trân trọng kính mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa Sứ Mạng của Đức Thầy, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Tại đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vừa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhận ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiệp về nói cảnh quốc phá gia vong, mãi quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn là người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân, giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chúa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật vương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đà xét định, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ nguyên này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều.
chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma vương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin chân thành cảm ơn chú. Để tiếp theo chương trình, dạ xin trân trọng kính mời chú Trần Thanh Bình sẽ tuyên đọc lại bài Tu Nhân Sử Kỷ. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ. Xin trân trọng kính mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại vì sao? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các ngươi hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại, Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kính Phật, và hãy đem lòng lành mà hành động y theo lời phán dạy của Phật. Nếu ta cứ đem đức tin thờ phượng tôn giáo một cách sai lầm thì rất có hại cho đời mạng của ta. Như vậy chỉ tỏ ra một người rất mê tín,
mặc dầu đạo của ta thờ là một đạo rất chánh đáng. Vậy đồng thời với đức tin và lòng lành, phải để cho nó đi cặp luôn luôn. Có đức tin mà thiếu lòng lành thì rất dễ bị tà thần cám dỗ, bọn tăng đồ lợi dưỡng gạt lường. Bởi những kẻ ấy thường bày ra cúng kiến để chuộc tội, hoặc bắt buộc ta thờ kính một cách phiền phức, làm cho lòng u tối của ta càng ngày càng u tối thêm. Còn có lòng lành mà thiếu đức tin vào công việc từ thiện của mình, thì lòng lành ấy thường hay thối chuyển vậy. Vậy đồng thời với đức tin và lòng lành phải đi cặp luôn luôn. Có đức tin lòng lành rồi thì dùng trí huệ mà bình đoán cái đạo ta thờ, học hay sẽ học một cách xác thực, tìm hiểu cho rõ ràng cái mục đích ấy. Như thế mới mong thoát khỏi tà kiến gạt gẫm. Ta đem đức tin lòng lành cống hiến vào chỗ thấp hèn hay một ông thầy mê dốt. Người học đạo muốn mở mang trí huệ cần phải tìm phương pháp diệt cái vô minh. Muốn diệt cái vô minh, trước hết phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học, để lấy đó làm cương mục mà bài trừ những thành kiến cố chấp, thói quen sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố dèm xỉm, đua vua nịnh, ích kỷ tư tâm, sự gây gỗ mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng. Nên bài trừ được nó rồi trí huệ mở mang, trí huệ tất mở mang vậy. Người có tâm nếu không tập suy ngẫm cho mở trí thì hay dễ bị lường gạt. Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá. Nên tâm và trí người học đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả hai, để lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc. Trước khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì được như thế, chắc chắn ta học đạo mau thành công đắc quả. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào và tại sao phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu càng tỏ ra thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác, nhạo chê, phỉ báng, và cũng rất uổng cho cái thông công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Cho được tránh những điều ấy, trước khi thờ học đạo hay theo ông thầy nào, ta phải suy ngẫm phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng ta sẽ hành theo đạo ấy, thầy ấy. Chẳng được như vậy, dầu mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh, cũng chẳng có ích chi cho mình cả. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thanh Bình. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo Sơn Thị Thảo sẽ diễn ngâm một đoạn trong bài Thu Đã Cuối. Bài này chép theo bản chánh do Đức Ông giữ. Xin kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thu Đã Cuối bất lai xét cõi lòng chẳng nổi thương tâm, cánh trạng thổn thức đấng nằm
chăm vào nghiêng chi xét ngày ngùng cùng bung sao lại quay bung một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa thấy tăng sĩ thiệt thà hóa chi rồi đem lòng ích kỷ rung rung xóa bỏ Phật thần thanh tiếng làm cho lão nửa phiền nửa tôi ước sao mình như cội trăng trăng đằng soi khắp cả cho người trong tôi đằng lằng điện quang kể đến lúc băng ngàn đất khách đem thân này các mặt sầu đông dầu ai trao đổi là lòng chẳng nao nhưng nghĩ lại heo xào tim phổi biết gốc lành sao cội không dình ngạt ngào tiếng kể lời kinh ơn nhờ chư Phật quay thinh giáo truyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Sơn Thị Thảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, đã là con người mỗi chúng ta đều được sinh ra, được nuôi dưỡng lớn lên bởi cha mẹ. Đây là điều rất hiển nhiên. Thế nên đa phần xem sự việc ấy là bổn phận của cha mẹ. Còn chúng ta thì có trách nhiệm lo lắng lại cho con cái mà thôi. Để cảnh tỉnh nhân sanh trong bài Hiếu Nghĩa Di Tiên, Đức Thầy có viết: nhân sanh hiếu nghĩa vị di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoạn chướng nghiệp, Phật tiền hữu dụng dĩnh an nhiên. Trên con đường giải thoát tìm đến cảnh giới bất sanh bất diệt, ta phải thi hành những điều dạy ấy thì mới có cơ hội giải thoát. Để tìm hiểu sâu ý nghĩa bài kệ trên, xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo lắng nghe giáo lý viên Huỳnh Tầm Pha sẽ giúp chúng ta giải thích thâm ý của bài kệ trên. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên lên diễn đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bà Phan Thị Kim Thoa, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa quý vị thành viên trong ban đại diện.
Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, kính thưa quý cô bác lớn tuổi và toàn thể quý anh chị em đồng đạo kính mến. Hôm nay ngày Chủ nhật cũng nhằm ngày 16 tháng 9 niên Canh Tý, là ngày thuyết giảng lần thứ 132 tại ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần này, tôi rất vinh dự nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây để thuyết giảng về giáo lý tổ thầy. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận lãnh cái nhiệm vụ này, bởi vì trước nhất để có cái dịp ra thành phố Hồ Chí Minh thăm ban đại diện, thăm đồng đạo chúng ta, và cũng có cái điều kiện để rồi chúng ta trao đổi về giáo lý tổ thầy. Bởi vì mỗi một lần trao đổi về giáo lý tổ thầy, chúng ta lại có cơ hội để tiếp nhận thêm cái nguồn sanh lực, cái nguồn an lạc mà Đức Thầy đã trao tặng cho tất cả chúng ta. Như vậy, trong lời nói đầu tiên này, trước nhất tôi xin gửi lời kính chào ban trị đại diện và toàn thể đồng đạo chúng ta được nhiều sức khỏe, nhiều an lạc và nhiều hạnh phúc nhất. Thưa với đồng đạo, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: nhược nhân sanh bách tuế, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhược nhi đắc kiến liễu chi. Nghĩa là Đức Phật nói rằng nếu cái người nào sống trong thế gian đó, nhược nhân sanh bách tuế, tức là cái người nào mà sống được 100 năm mà không thấy được cái pháp sanh diệt, cái pháp sanh diệt tức là cái pháp vô thường đó, thì không bằng người sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt, tức là hiểu được cái pháp vô thường. Vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy: cấp cô độc là nhà bác hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Thưa đồng đạo, như vậy thì qua lời chỉ dạy của Đức Phật và lời chỉ dạy Đức Thầy, chúng ta thấy rằng hiểu được đạo lý là một cái điều kiện hết sức quan trọng trong một cái đời sống tu hành của toàn thể đồng đạo chúng ta. Bởi vì khi hiểu được đạo lý, chúng ta mới nhận thức được cái bổn phận làm người đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với vợ chồng, đối với anh em, đối với xóm riêng đồng đạo. Và khi nhận được cái đạo lý, chúng ta mới hiểu sâu được cái chân lý vô thường, vô ngã của nhà Phật, để làm cho đời sống chúng ta được an lạc và chúng ta được vững chãi hơn. Cho nên hiểu đạo lý là cái điều kiện hết sức cần thiết trong cái vấn đề tu tập chúng ta. Nhận thức được điều này mà ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương cũng như ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ lúc nào cũng tạo điều kiện để làm sao có được cái chương trình thuyết giảng, để nhằm đồng đạo chúng ta hội tụ trở về đây có cơ hội để nhận thức thêm về cái giáo lý tổ thầy. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều kiện hết sức quý báu và hết sức cần thiết mà chúng ta không thể nào mà không thực hiện được. Thưa đồng đạo, vừa rồi trong cái đề tài này xuất ngôn cũng giới thiệu, tôi xin lặp lại đồng đạo đó, chúng ta sẽ gặp qua cái đề tài là hiếu nghĩa duy tiên. Cái đề tài này đồng đạo, Đức Thầy chúng ta viết hồi tháng 7 năm Canh Thìn có 4 câu thôi, tôi xin lặp lại lần nữa. Đức Thầy dạy chúng ta là: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật nhịn an nhiên. Thưa đồng đạo, 4 câu giảng này nó rất là gọn gàng, nó có 28 chữ thôi, mà tôi nghĩ rằng nếu đồng đạo chúng ta mà cố gắng chúng ta học đọc 4 câu giảng này, chúng ta cố gắng tìm hiểu chiêm nghiệm 4 câu giảng này để cố gắng thực hành, thì trong cái đời sống mình sẽ có được sự an lạc hạnh phúc. Trong kinh Phật nói đó, ở trên thế gian này vào cái người nào mà có cái phước báo lớn đó, giàu có mà của cải đầy cả cái tam thiên thế giới này đó, nhưng mà xài riết cũng hết đồng đạo. Nhưng mà đối câu 4 câu thánh kệ của Đức Phật mà một khi chúng ta liễu ngộ rồi đó, thì hiện tại đời sống chúng ta sẽ được an lạc và tương lai chúng ta sẽ được giải thoát.
Đức Phật dạy: Tam thiên tất bủ ti đa, hưởng tận quần quy sanh diệt, tứ cú kinh văn ti thiểu, ngộ chung phương chứng bồ đề. Nghĩa là giàu như cổ cải, của cải cõi tam thiên, hưởng hết tử sanh sẽ đến liền. Giảng kệ bốn câu ti thấy ít, mà ngộ rồi sẽ được đến Tây Thiên. Như vậy thì cái tầm mà quan trọng kinh giảng nó rất quan trọng. Như vậy thì trong buổi gặp gỡ này, tôi cũng nguyện đem hết cái trí thức, đem hết cái khả năng mình để diễn giải qua bốn câu giảng của Tổ Thầy. Và ngưỡng mong toàn thể quý vị chúng ta cũng cố gắng theo dõi. Trong cái sự trình bày, nếu trường hợp mà thấy tôi trình bày cái chỗ đào thừa, thì chút xíu nữa quý vị cũng rỉ tai nói nhỏ, đề nghị tôi bớt cái chỗ đó ra. Còn nếu trường hợp một cái chỗ nào tôi trình bày mà thấy thiếu, thì đề nghị đồng đạo mình cũng thương tình để giúp đỡ cho cái kiến thức tôi nó càng ngày nó càng rõ hơn, để ngày mai ngày mốt tôi đem cái giáo lý Tổ Thầy để truyền bá, hầu có được nhiều lợi lạc trong cái tín đồ Phật giáo của họ chúng ta. Đây là cái điều yêu cầu nó rất là quan trọng mà tôi rất thiệt tình, thưa đồng đạo. Như vậy thì trong bốn câu giảng này Thầy dạy chúng ta đó, Thầy nói là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. Đọc một cái đoạn này nó toàn là chữ Hán không đồng đạo. Nó chữ Hán không có chữ, không có chữ nào mà gọi là chữ nôm chữ Việt mình hết. Như vậy thì bây giờ đó, cái danh từ mà nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, nhân sanh là gì? Theo chữ Hán học chữ nhân tức là, nhân tức là con người, mà chữ sanh tức là sống. Nhân sanh tức là người sống. Hay là chúng ta có hiểu cái nghĩa rộng hơn, tức là nhân sanh tức là cái người sống trong cuộc đời này. Phải đồng đạo? Nhưng mà cái người sống trong cuộc đời này chúng ta làm cái gì trước đây? Tôi thí dụ giờ cái người thân mộc mà họ cắt cái nhà cũng vậy, cái nhà bằng gỗ của mình đó. Như vậy thì khi mà cắt cái nhà, cái người thợ mộc phải biết làm cái việc nào trước, cái việc nào sau, thì cái nhà đó mới có thể thành tựu chắc chắn được. Thí dụ giờ các cái nhà thì trước tiên ta phải làm cái móng, sóc cừ làm móng làm nền, rồi kế đó bây giờ mới dựng cái cột cái, dựng cột con, rồi mới lên xiên lên kèo, mới lên rua lên mè được, phải đồng đạo. Như vậy thì dựng cái nhà là cái việc nhỏ, mà người ta còn biết làm cái việc nào trước, việc nào sau vậy. Như vậy thì khi mà đồng đạo chúng ta tu hành để mà chuyển cái cốt phàm phu trở thành thánh giả, trở thành cái người phàm, cái người phàm mà biến chất thành Phật Thánh, thì cái chuyện này nó khó hơn nữa. Cho nên chúng ta phải biết cái chuyện nào trước, việc nào làm sao. Cái chỗ này hay quá, Đức Thầy chúng ta mới dạy. Như vậy thì Thầy dạy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. Cái chữ dĩ là gì? Cái chữ dĩ tức là dùng, là lấy. Mà cái chữ di tiên tức là làm đầu hay là làm trước. Như vậy thì qua câu giảng Thầy dạy chúng ta là cái người đời đó, cái hiếu nghĩa phải làm trước mới được, phải nấy nó làm trước, phải độc đạo. Như vậy thì hiếu nghĩa là gì? Theo cái danh từ hiếu nghĩa này đó, nếu đọc cho đủ là hiếu trung nhân nghĩa hay là hiếu và nghĩa. Như vậy thì hiếu là gì? Hiếu tức là cái bổn phận làm con đối với ông bà, đối với cha mẹ. Mà nghĩa tức là bổn phận làm vợ đối với chồng, làm chồng đối với vợ, làm anh đối với em, làm em đối với anh. Nói chung là xóm riền đồng đạo chúng ta cư xử tốt với nhau, thì cái chỗ này gọi là nghĩa. Cái chỗ này quan trọng lắm đồng đạo ơi. Có nhiều người ta nói chàng ơi, giáo lý viên Quỳnh Tầm Pha lâu lâu ra thành phố Hồ Chí Minh là quan trọng hết sức, mà tại sao không có lựa cái đề tài nào mà cho nó cao, nó cao dời, nó thoát tục, mà lựa chứ vấn đề hiếu nghĩa mà nghe nó thường quá, thưa đồng đạo. Tuy nó thường cho thật ra không thường đâu đồng đạo ơi. Cho nên Đức Phật nói rằng người ta dễ bước chân lên trời, nhưng mà khó đi từng cái bước một dưới đất. Bắc thang lên trên trời thì cái chuyện rất dễ. Nói vấn đề đại thừa siêu thoát tuyệt vời thì cái chuyện rất hay. Nhưng mà Đức Phật đó để đi từng bước một với mặt đất này, tức là chúng ta làm xong được cái bổn phận con người đó. Cái điều đó rất là khó đồng đạo. Cho nên để khẳng định là cái người nào đó mà chúng ta làm xong được hiếu nghĩa, tức là làm xong được cái bổn phận làm người, thì cái đạo giải thoát nó kế bên không xa lắm vậy. Cho nên khi xưa Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài nói thế này đó. Ngài nói là nhược dĩ y Phật Đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành tức Phật thành, thị nhân danh Phật thành. Tức là nói rằng cái người tu ai cũng muốn cho mình được thành Phật hết đó.
Nhưng mà muốn được thành Phật hay không là do nó cái tư cách con người có thành tựu hay không. Mà cái tư cách con người có thành tựu thì đạo Phật, đạo Tiêu có thành tựu. Đây là cái lời nói nó chân thật nhất trong đạo. Bởi vì nếu trường hợp bây giờ cái lớp mà tiểu học mình học không rồi, trung học không qua, thì làm sao mà chúng ta bước lên đại học được, phải không đồng đạo? Như vậy thì bây giờ muốn làm tiên tắc thật thì trước chúng ta phải làm con người trước mới được. Cho nên thầy mới dạy chúng ta là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Hay là tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, phải không thưa đồng đạo? Cho nên tôi nghĩ rằng cái người nào mà làm cái nhân đạo xong thì đạo Phật kế bên. Còn cái đạo nhân mà chúng ta không có thực hành đó, dù cái người đó mà có tiền đi máy bay còn không tới cõi Phật, tôi dám chắc đi không tới. Mà quý vị đi phi thiền không tới nữa. Mà hay làm sao cái nhân đạo nó tròn rồi thì cái đạo Phật kế bên. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương chư Phật đại trà. Hãy cái đạo nhân xong thì cái đạo Phật kế bên, giữ gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật thì chúng ta giải thoát. Thưa đồng đạo, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tầm hiếu nghĩa rất quan trọng. Rất quan trọng đồng đạo ơi. Tôi mới nhớ là cái câu chuyện thế này đó. Cái hiếu nó quan trọng lắm. Có một cái gia đình này đó, quý vị nghĩ coi đó. Mà thường thường ở trong cái ca dao Việt Nam mà nói thế này: thương con mẹ biết làm gì, thương con mẹ chỉ bù chì cho con. Để nói lên cái tình nghĩa của cha mẹ. Mình hiểu là thương con mẹ biết làm gì, thương con mẹ chỉ bù chì cho con. Nghe chữ bù chì tức là gì? Chữ bù chì tức là hỗ trợ, là giúp đỡ cho con, phải đồng đạo. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta tầm nguyên từ điển cái câu nói đó thì nó không phải đơn giản vậy. Ở trong sách có kể lại cái một cái gia đình này đó, bà mẹ bà có tới 10 người con, chồng thì chết sớm rồi. Nhưng mà do nó cái phước báo bà mẹ này, sao mà con sanh ra đứa nào nó cũng khá và đứa nào nó cũng hiếu thảo với mẹ hết. Hôm nọ tới cái ngày giỗ ông già thì anh em mới tụ hội lên hết, thì cái người anh thứ hai mới bàn thế này nè: mấy em à, bây giờ chẳng may thì cha mình mất sớm, bây giờ mình có bà mẹ, mẹ năm nay cũng lớn tuổi rồi, mà không biết là mẹ mình còn sống với mình không biết bao lâu. Mẹ là cái kiển là cả ngàn cái vàng không đổi đó. Cho nên đề nghị anh em mình bây giờ làm sao chúng ta phải hết lòng trân trọng mới được. Bây giờ anh tính thế này nghe, bây giờ đó anh là cái người anh thứ hai, thì theo anh nghĩ đó, anh thỉnh mẹ về anh nuôi mới phải. Nhưng mà nếu vậy thì nó tội nghiệp cho mấy em, thiệt thòi mấy em. Cho nên tính thế này đó, bây giờ đó mỗi anh em mình 10 đứa là một đứa là chia ra thời gian nuôi mẹ một tháng. Một tháng đó thì nuôi mẹ, đem mẹ về nuôi, thì mẹ muốn gì lo cái nấy, coi gì là mẹ thích cái gì mình phải chiều mẹ cái nấy. Nhưng mà trước khi nuôi mẹ đó, anh ra cái điều kiện là phải cân mẹ trước á. Thí dụ giờ cân bà mẹ 50 kg thì bây giờ mấy đứa bay nuôi sao đó không biết. Mà nuôi phải từ 50 kg lấy lên, chứ nếu sụt 1 kg là bị anh hai rầy. Không để cũng khó vậy. Cái cô bác nghĩ coi thì sau khi phân đàng hoàng trơn thì anh em ai cũng đồng ý. Thì cái người anh thứ hai trước khi nuôi mẹ thì cân bà già đàng hoàng trơn, thì cân bà già được 50 kg. Thôi nuôi mẹ hết sức kỹ rồi. Bà muốn cái gì lo lắng cái nấy, muốn cái gì là phải chiều cái nấy. Thì sau khi nuôi một tháng thì cân trở lại giao cho anh thứ ba thì cũng có 50 kg. Già năm nay 70 mấy tuổi rồi, nó lên không có nổi. Không có lên được khi nào cả. Thì sao người anh thứ hai, thứ ba nuôi tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tới Úc. Thằng Úc thì gia đình nó hay xa xúc hơn. Nhưng mà gia đình của Úc thì nó cũng có hiếu thảo lắm. Cái ngày mà sắp sửa mẹ về còn 10 ngày nữa, gia đình mừng quá không ngủ được. Nói anh ơi, vài bữa là mẹ về với mình rồi. Cho nên hôm rồi em cũng mừng, em cũng lo. Trong cho mẹ về với mình ở được tháng, em thấy hạnh phúc lắm anh. Sau khi về hai vợ chồng mới mừng quá mừng, lo săn sóc nuôi chiều đủ thứ. Mà cô nghĩ, cô bác nghĩ coi, thằng Út nó cũng xui. Mới có nuôi mẹ đâu được có 10 mấy bữa thì bà già bả lại bị cái bệnh tiêu chảy. Mà quý vị biết là cái bệnh tiêu chảy đó nó sa sút căng dữ lắm. Tại nơi lo thầy thuốc đủ thứ điều trên, bác sĩ này bác sĩ nọ. Thì sau khi lo xong thì cả tuần lễ cái bệnh tiêu chảy mới dừng. Cái ngày mà giao ban, tức là đem mẹ mà giao lại cho người thứ hai đó, thằng Út bây giờ nó lo quá, nhất là người mẹ lo rất là nhiều. Nói chàng ơi, tội nghiệp Út mình quá.
gia đình nó tuy là nó xa xúc hơn với anh mà vợ chồng nó hết lòng hiếu thảo lo cho mình. Mà hôm rày mang cái bệnh này đây ta biết là xúc cân. Mà giao lại cho mấy anh thì chắc anh nó thế nào cũng rầy đó. Bà tính toan là sao khi cuối cùng cô bác mình biết sao không? Bà ra ngoài chợ ngoái báo lát lát mà mua ba cái chì. Chì xưa chì chài đó. Cái bà bọc trong cái bụng bà. Cái sau khi ra giao ban cái anh nó nói anh thứ hai nói chàng ơi. Sao mà em nuôi mẹ nuôi sao mà không rày thấy mẹ ớn quá vậy? Ta thấy mẹ xanh xao đó nghe. Bà già nó không có con ơi. Hôm rày mẹ ở dân Úc là mẹ ăn được, ngủ được lắm mà bị nhờ Úc ở nhà nó rộng. Cho nên bữa nào mẹ cũng tập thể dục á, cho nó gọn cho thật ra mẹ không có mất cân đâu. Ai hờ bắt đầu nhảy lên cân là nó nặng tới 52kg đồng đạo. Thấy không? 52kg. Cho nên có câu là thương con mẹ biết làm gì. Thương con đâu mẹ chỉ bù chì cho con. Như vậy thì qua câu giảng này, cái câu thơ này, để chúng ta thấy rằng cái tình cha mẹ mà thương mình, thương con giống như trời biển đồng đạo. Để hết lòng lo lắng cho con như vậy. Như vậy thì chỗ này thầy nói là nhân sanh hiếu, rồi nghĩa. Nghĩa tức là cái bổn phận chồng vợ anh em chúng ta phải cư xử tốt với nhau. Đây là cái điều kiện hết sức là quan trọng. Như vậy thì thầy dạy chúng ta là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ với tiên. Tức là phải cái lấy hiếu nghĩa làm đầu. Như tôi bàn với đồng đạo hồi nãy, cái danh từ giáo hiếu nghĩa tức là nói cho gọn, hiếu và nghĩa. Nhưng mà nói cho đủ tức là hiếu trung nhân nghĩa đồng đạo. Hiếu trung nhân nghĩa. Cho nên Đức Phật Thầy An khi xưa dạy mình á, Đức Thầy cũng nhắc lại Thầy nói rằng thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa di tiên. Muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay đã quy đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời thầy tổ lo tròn câu hiếu nghĩa. Muốn đền xong hiếu nghĩa có bốn điều ăn, ta cần phải hy sinh mới mong làm tròn. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta là muốn làm xong hiếu nghĩa thì chúng ta phải thực hiện bốn điều ăn. Mà bốn điều ăn đó là gì? Một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là đất nước, ba là tam bảo và bốn là ân đồng bào nhân loại. Bốn cái ơn này rất quan trọng. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta mà có được cái thân này là do ai? Là do cha mẹ sanh ra, phải đồng đạo. Bởi vì con chim xe sẻ nó đẻ cục đình mà cha mẹ đẻ má, má mới đẻ mình. Vì không có cha mẹ làm sao có mình. Mà nếu trường hợp mà không có ông bà làm sao có cha mẹ. Như vậy thì chúng ta sở dĩ mà có cái thân này là nhờ ơn cha mẹ. Có cái cuộc sống này được vững vàng là nhờ ơn đất nước. Và có được cái nguồn tâm linh này để chúng ta biết hướng thượng giác ngộ tu hành là nhờ ơn tam bảo. Và chúng ta có được cái sự sống mà vững bền này cũng nhờ ơn đồng bào nhân loại. Cho nên tứ ân này nó quan trọng lắm đồng đạo ơi. Như vậy thì trong cái giờ phút mà ngắn ngủi này, nếu trường hợp mà tôi trình bày tứ ân thì chắc có lẽ không có thời gian. Mà hay để cái chủ đề này không phải là chủ đề tứ ân. Như vậy thì giờ đây để thấy được cái tầm dốc tứ ân hiếu nghĩa nó quan trọng đó, tôi sẽ xin tiếp tục kể cho đồng đạo mình qua cái mỗi chuyện này để chúng ta thấy rằng cái tầm dốc hiếu nghĩa nó rất là quan trọng, tứ ân rất quan trọng. Khi xưa trong cái thời kỳ nhà Tống đó, có ông nhà sư này đó, ông tên là Đạo Thiên Hòa Thượng, người ta gọi là Đạo Thiên Hòa Thượng. Cái ông xuất gia từ cái lúc nhỏ, lúc mà 5-6 tuổi vô chùa. Thì sau khi thời gian tu tập thì sư lần lần sư mới lớn lên già đi. Mới nhớ lại bây giờ cha mẹ mình không có người nào nuôi hết. Bởi vì cha mẹ thì bây giờ không có con cháu, không có người nào hết. Sư nghĩ bây giờ nếu trường hợp mình ở trong chùa mình tu thì được cái phần của mình. Mà cha mẹ cái tuổi mà thất tuần lấy ai để mà lo. Cho nên cuối cùng do cái lòng hiếu thảo đó mà khiến sư xin giáo hội để mà quần tục trở về lo cho cha mẹ. Ngày cuối cùng được cái giáo hội chấp nhận. Thì cô bác nghĩ coi cái nhà sư mà trở về quần tục về nhà đâu có nghề ngỗng gì. Chứ phải chi biết sửa xe đạp hoặc là may đồ hoặc là làm cái nghề điện tử gì đó có tiền nuôi cha mẹ. Mà riêng sư thì không có nghề nào hết. Cái sáng ra thì bắt đầu sư cái mài cái búa vô rừng đó, đống củi. Rồi phải đem cái củi đó đổ gạo, đổ tiền gì nuôi cha mẹ. Chỉ có làm vậy thôi. Cái hôm nọ mới may quá thì khi buổi đó sư mới phơi một cái tủ sách. Đem ba cái sách ra phơi. Thì sư mới thấy rằng cái tủ sách mình có cái cuốn gọi là cái cuốn Đại Thừa Trí Độ Luận.
do Ngài Long Thọ Bồ Tát ông sáng tác. Cái cuốn đó Ngài Long Thọ Bồ Tát có giới thiệu qua cảnh tịnh độ và 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, và khuyên chúng sanh cố gắng niệm Phật làm lành để được giảng sanh về cõi Phật. Sư mới than, sư nói cháu ơi, mình tu hành mấy chục năm nay, tại sao cái con đường giải thoát nó ở trong cái tủ sách mình mà giờ đấy mình không gặp? Từ đó mà sư mới mừng quá, sư mới chuyển cái vấn đề tu thiền để qua chuyên tâm niệm Phật, vừa đóng củi vừa niệm Phật vậy đó. Cái hôm nọ chiều cái sư ngồi sư niệm Phật thì bỗng nhiên thấy trong nhà hào quang sáng rực hết trơn, có một vị Bồ Tát thân tướng rất đẹp nó hiện ra, nó này Đạo Thiên Hòa Thượng, ta là thị giả của Đức Phật A Di Đà, đến cho ông biết là cái nghiệp thế gian ông đã hết và duyên tịnh độ đã thành, chỉ còn có 3 ngày nữa là ông được giảng sanh tịnh độ. Ông ráng giữ vững chánh niệm, trong 3 ngày nữa Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí cùng vô lượng thánh chúng sẽ đến đây rước ông về Cực Lạc. Sau khi nghe rồi sư suy nghĩ làm sao, hồi cái sư buồn rồi sư khóc. Ngài Long Thọ Bồ Tát đó chàng ơi, sao mà ông tu mà ông sợ chết xong khóc? Hằng ngày ta bữa nào cũng nghe ngươi là phát nguyện cầu sanh Cực Lạc hết trơn. Ngươi nguyện ngươi nói là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, Hoa Khai Quá Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Văn Lợi. Nghĩa là ngươi nói rằng nguyện về có Phật Di Đà, chính phẩm sen vàng ấy mẹ cha qua nở tỏ lòng khi thấy Phật, bực người Bồ Tát bạn bè ta. Mà tại sao hôm nay ta cho ngươi biết là 3 ngày nữa ngươi giảng sanh tịnh độ mà ngươi buồn ngươi khóc là khóc sao? Phải ông sợ chết không? Cái ngày Đạo Thiên đó thưa với Bồ Tát là con mừng lắm, con nghe con mừng lắm, con đâu có sợ chết. Cái bản nguyện con tu hành là muốn một đời giảng sanh tịnh độ, nhưng mà Bồ Tát nghĩ coi cái hoàn cảnh con bây giờ làm sao con giảng sanh được. Mẹ con năm nay thì 70 tuổi rồi, còn cha con năm nay là 72 tuổi. Cái tuổi này mà không có con cái, không có quyến thuộc, mà nếu trường hợp là con giảng sanh rồi lấy ai để nuôi? Trăm lại Bồ Tát, ngàn lại Bồ Tát thương tình quản cho con lại cái đợt giảng sanh này, để mà con làm xong được cái hiếu nghĩa rồi đó, con sẽ hoan hỷ mà giảng sanh tịnh độ. Ông Long Thọ Bồ Tát nói cha, cái chuyện này không biết sao nghe, cái bổn phận ta là thọ ký cho ông để biết 3 ngày nữa ông giảng sanh tịnh độ. Còn cái vấn đề mà ông tính là kéo thêm tuổi thọ sống thêm đó, là cái chuyện này đã về ta bạch với Phật A Di Đà. 3 ngày sau bây giờ Long Thọ Bồ Tát hiện thân trở lại. Long Thọ nói này, Đạo Thiên Hòa Thượng, ta về có bạch tự sự lại với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật mừng lắm mà khen ông nhiều lắm, khen ông là cái người con hiếu thảo. Đức Phật cho ông biết rằng đó là cha ông là 12 năm nữa mới qua đời, còn mẹ ông là tới 20 năm nữa mới quá giảng, sống thọ lắm. Cho nên giờ tùy theo cái lòng hiếu thảo của ông mà Đức Phật sẽ tăng cái tuổi thọ cho ông, cho ông sống thêm là 23 năm nữa. Khi mà ông làm xong tăng chế với cha mẹ rồi, với song thân đó, ông nhớ là năm 23 Đức Phật sẽ đến đây rước ông về Cực Lạc. Thì quả thật như lời thọ ký trong đạo, 12 năm sau thì ông già quá đời, thì 20 năm sau mẹ quá giảng. Sau khi làm xong tăng chế thì tới năm 23 đó, ông tắm rửa xong rồi bắt đầu ngồi niệm Phật mà thoát quá. Như vậy thì qua một chuyện này, chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng chủ trương vấn đề giải thoát, nhưng mà Ngài cũng đặt nặng vấn đề hiếu thảo, phải đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta cũng nhắc lại là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Hay là Diêm Phù Chân Chúa trọng người tu, hành phạt ác hung chống cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỡi bớ dương trần hãy ráng tu. Thưa đồng đạo, qua mỗi chuyện này chúng ta thấy rằng cái tầm dốc hiếu nghĩa mà bổn phận con người chúng ta phải cố gắng lo thực hiện mới được. Cho nên bây giờ nơi đây thì quý vị nào mà còn trẻ còn nhỏ đó nghe, mà cha mẹ còn tức là hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc đó không có gì bằng hết đồng đạo ơi. Trong kinh nói là cha mẹ mà còn trong nhà tức là Phật còn tại thế, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Quý vị còn Phật ở trong nhà,
Nhưng mà đôi khi có cha mẹ trong nhà cũng quên. Mình tưởng Phật ở trên non, trên núi, trong rừng, ở trong chùa á, thấy không? Lên trên núi mình chung vô hang, mình kiếm chỗ này chỗ kia, mình kiếm Phật. Mà nào về ông Phật trong nhà mình không hay, phải không? Cho nên coi gia Việt Nam đó là Phật nhà chẳng tưởng chẳng thờ, lại lo đó kiếm Phật bụi bờ nào đâu. Lên trên chợ được kiếm ở trên trúng ở trên. Mà ông Phật trong nhà mình không hay, phải không Đạt? À, trong nhà mình có Phật đó. À, như vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, tức là làm người, làm người hiếu nghĩa việc đầu tiên. Cái điều đó chúng ta phải thực hiện. Cái điều này mà nếu trường hợp mà chúng ta thực hiện không tròn rồi, không có mong gì làm Phật, làm tiên, làm thánh, làm thần gì hết. Bởi vì tiên thánh thần cũng từ nơi cái hiếu nghĩa mà nên, thưa đồng đạo. Như vậy thì câu thứ nhất Đức Thầy dạy chúng ta là cái hạnh tu nhân. Ở trong nhà phải làm xong cái bổn phận hiếu nghĩa mới được. Qua câu thứ hai này, Đức Thầy dạy người tín đồ phải mở rộng con tim ra, mở rộng cái tầm tay ra giúp đỡ tất cả mọi người nữa. Bởi vì ngoài cha mẹ anh em trong nhà, chúng ta còn cái tình làng xóm, cái tình nhân loại nữa. Mở rộng lòng từ bi ra. Cho nên ngài dạy câu thứ hai là phải là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Như vậy thì cái danh từ hành thiện là gì đồng đạo? Theo chữ Hán chữ hành tức là làm, mà chữ thiện tức là lành. Hành thiện tức là làm lành. Mà cái danh từ mà làm lành này là gì? Tức là thầy dạy chúng ta tu phước đó. Tôi thí dụ chẳng hạn bữa nay tôi đến nhà của anh Đạt đây, mà anh không có nhà. Tôi hỏi chú, bữa nay có anh Đạt ở nhà không chú? Cái mấy đứa con anh Đạt đó không có, chú Hai ơi. Ba con bữa nay đi làm từ thiện rồi, thấy không? À, đi làm từ thiện rồi. Như vậy thì cái danh từ mà hành thiện tức là làm lành, tức là làm phước, tức là thầy dạy chúng ta phải tu, phải tu phước độc đạo, phải tu phước. Như vậy thì có nhiều người tín đồ Phật giáo của hảo, họ hiểu thế nào không biết. Tu thì cũng tu dữ lắm, cũng niệm Phật rồi nhập thất này nhập thất kia đủ thứ chuyện hết, mà nghiên cứu không có kỹ rồi gặp ta tu phước mình bài bác, thấy không? Mà thật ra tu phước cũng là, tu phước cũng là thầy giải, mà tu huệ cũng là thầy giải. Tu nhân thầy cũng giải, mà tu Phật thầy cũng giải. Mà hãy lo tu rồi gặp ta tu phước của mình bác. Nói mấy ông này tối ngày không lo tu nè, tối ngày đi làm cái chuyện tào lao bắt niễn không, phải không? Người ta đi bắt cầu, vai bồi lộ, người ta giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, nấu cháo chỗ này, nấu cháo chỗ nọ, giúp đỡ người bệnh. Mà mình nói người ta là làm cái chuyện tào lao bắt niễn là sao? Rồi hai đứa trong giáo lý thầy dạy rất nhiều chỗ tu phước, tại sao mình không thấy? Bây giờ tôi đọc lên đồng đạo mình nghe, con đọc với cô nghe nha. Thầy nói thế này là trong quyển năm thầy dạy chúng ta là trong một nước nhân tài hữu dụng. Nó rõ ràng vậy. Trong một cái quốc gia dân tộc, cái người nào có tài nhà nước ta dùng, không có bỏ đâu. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì đó. Nó rõ ràng, đa phước tức là nhiều phước. Hay là dặn lòng lục tự mửa đường sai, qua bể về quê ngõ chút hài, tiên cảnh kìa kìa gần lũ dẻ, chờ người hữu phước đến liên đài. Hoặc là Tây phương đua nở qua liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Như vậy thì nếu trường hợp chúng ta có cái điều kiện, chúng ta cũng mở tầm tay, mở cái lòng từ để mà chúng ta giúp đỡ tất cả mọi người đồng cảm. Tôi dám chắc quý vị mà quý vị đem tiền bạc của cải đem cho mọi người đâu có mất đâu. Cái đó là cho vay 40 không đó chứ không phải chơi. Cái tiền đó là gửi nhà băng Tây Phương chứ không có mất. Ở trong sách nói thế này đó, hễ cái nào mình xài tức là nó mất, mà mình sắm tức là để dành cho người khác, mà mình cho tức là để dành cho mình nữa, biết không? Cái đó nó còn đó nha. Chứ còn cái gì mà hễ mình lo cho bản thân mình thì không tồn tại nữa. À, mà mình lo cho người khác nó còn. Tôi thí dụ sáng nay tôi có 20.000 bạc. Cái sáng ra tôi ăn tô hủ tiếu, uống ly cà phê có nó hết 20.000. Mình đó đơn giản thôi. Mà sáng nay tôi có 20.000 đồng bạc đó, tôi ăn một tô hủ tiếu tôi nhín lại 5.000, 3.000 gì đó. Tôi giúp đỡ cái người nào đó thì cái đó nó còn với mình ở trong đạo. Nó còn cái gì? Nó còn cái phước báo, nó còn là cái nhân duyên chính với cái bản thân mình. Cho nên chúng ta phải cố gắng mới được. Cô bác nghĩ có ở trên cuộc đời này, chúng ta mà sống giàu sang, nghèo khó, hoặc là tốt hay xấu, là tất cả đều do phước cả. Do đây cái phước cả.
Quý vị thấy trong hội trường này bây giờ tôi tính bây giờ cũng 50-60 người. Mà quý vị thấy bây giờ trong 50-60 người này có cái gương mặt người nào giống người nào không? Nói chung là cái thân tướng không người nào giống người nào hết. Nó ngộ dám như sao? Từ cái thân tướng không giống nhau mà cái đời sống thọ dụng nghèo giàu nó cũng không có giống nhau. Là tại sao? Là tại vì cái nghiệp nó không giống nhau. Vì thế mà sanh ra cái tướng nó không giống nhau. Rồi thậm chí cái đời sống thọ dụng chúng ta cũng không giống nhau. Có người sao mà giờ cái nó lùn quá lùn, không biết đi thục thịch. Có người cao quá cao, đi tới nó hiu trên trời vậy. Có người sao đen quá đen, có người trắng quá trắng. Rồi có người sao ốm quá ốm, người thì béo phùi đi không nổi, sao kỳ vậy? Là tại do đó cái nghiệp đó, cái nó không giống nhau. Cho nên cái đời sống thọ dụng thân tướng nó không giống nhau. Cho nên từ cái phước này đó, cái phước này nó khiến cho nó chung đúc cho mình có nhiều của cải. Cho nên ta gọi là phước lộc. Phước lộc. Cho nên ta nói cô bác mình nghe suy nghĩ kỹ đi. Cái người có phước rồi người ta làm chơi mà ta ăn thiệt. Còn cái người mà kém phước rồi làm thiệt mà ăn chơi. Cái người mà ta có phước rồi ta làm chơi mà ăn thiệt. Chẳng hạn gì mấy ông công ty xí nghiệp, thí dụ giờ ta cầm cái điện thoại ta alo alo, ta liên hệ ta không có làm. Mà phải cái là ta lời 5 triệu, 10 triệu, cả 100 triệu vô chơi vậy đó. Ta đâu có làm gì. Còn mình không có phước rồi bắt đầu đi cuốc đất, cuốc bía, rồi làm cỏ, làm rác ngày 200-300 ngàn. Về cái khiến vợ đau con ốm sạch trơn, không còn cách nào hết. Có phải làm thiệt ăn chơi không? Cho nên cái người có phước rồi người ta làm chơi mà ta ăn thiệt. Còn cái người mà kém phước rồi làm thiệt ăn chơi. Cho nên khi mà cái con người mà nó có phước rồi đó, nó khiến nó chung đúc cho mình được nhiều của cải, cho nên ta gọi là phước thọ. Rồi cái phước đó đó, nó khiến cho mình đó là được mạnh khỏe, được sống lâu. Hồi nãy cái phước lộc chứ. Rồi cái phước đó nó khiến cho được mình mạnh khỏe, sống lâu, ta gọi là phước thọ. Rồi cái phước đó khiến sao mà nó sanh ra không biết. Rồi cái thân tướng tốt đẹp đâu đó nó đường hoàng, cho nên ta gọi là phước tướng. Rồi từ cái phước đó mà sanh ra khiến cho cái lời nói mình được nhiều người tin nghe, kính phục, cho nên ta gọi là phước đức. Và đồng thời cái phước đó nó cũng khiến cho mình sanh lên rồi gặp được tam bảo để thọ trì Phật Pháp, cho nên gọi là phước duyên. Cái phước đó rất quan trọng, phải đồng đạo. Mà nó quan trọng nhất là cái phước duyên đó nghe. Mà hãy thiếu cái phước đó rồi chúng ta tu không được. Cho nên Thầy nói là ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Chẳng hạn giờ mấy em mà nó đi trang trí cái bông hoa này cũng là phước duyên. Đứa em nào mà thường thường mà làm cái nghề mà trang trí bông hoa cúng dường tam bảo, cái phước đức lớn lắm. Cái kiếp sau là sanh lên là đẹp chứ lắm đẹp. Hồi xưa cái ngày cái nàng Liên Hoa Sắc á, chỉ là dùng cái ba cái hoa sen mà cúng dường đức và Phật Định Quang, mà kiếp sau là sanh lên cái tướng nó tốt là không thể nó nổi trong đạo. Chỉ cúng dường cái ba cái bông sen cho Phật Định Quang mà còn vậy. Thì huống gì hàng ngày chúng ta chăm sóc tam bảo rồi có hoa cúng dường thế này, là cái đời sau là cái phước rất là lớn. Nói chung là trên cuộc đời này, dầu chúng ta có phước đức, phước tướng, phước duyên, phước thọ, là đều do cái phước báo mà sinh ra cả đồng đạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng tạo cái phước mới được. Nếu mà cái người nào có cái điều kiện chúng ta ráng làm. Bây giờ thí dụ giờ mấy cô giờ có tiền làm phước. Rồi thí dụ giờ tôi giáo lý duyên hàng ngày tôi không có làm phước được làm sao giờ. Thì bây giờ tôi tùy hỷ công đức thì cũng có phước nữa. Chẳng hạn giờ biết cô làm tôi khen phải không? Tôi nung đúc rồi tôi khen ngợi là khiếm khích. Thì chính mình có phước nữa. Cho nên cái người mà hãy làm phước rồi thì cái người đó sẽ trừ được cái tâm tham. Mà chúng ta mà khởi cái tâm để quan hỷ chúng ta khen ngợi đó, là chúng ta sẽ trừ được cái tâm thật đó. Cái phước này cũng đồng nhau. Cho nên cái phước nó lớn lắm đồng đạo ơi. Chúng ta phải cố gắng ta làm mới được. Cho nên trong kinh Phật nói là thế gian muốn có sức dạo trong hàng trời người, phước lực là hơn hết, do phước thành Phật đạo. Cái phước này không những là nó giúp mình trong cái đời sống thế gian được hanh thông, được thuận lợi, mà cái phước này mà nếu do nó cái lòng từ mà chúng ta không chấp trước thì nó trở thành cái phước vô lậu. Cái phước này nó đưa mình đến cảnh giới giải thoát á, chứ không phải là đơn giản đâu.
Cho nên thầy dạy chúng ta là phong trần, ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bần gốc thâu. Thấy đời lao lý mà rầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc giận hờn, ra tay tế độ nghe đờn tại quy. Như vậy thì nhờ cái phước báo này mà cuối cùng chúng ta cũng được giảng sanh tịnh độ. Sẵn đây tôi xin kể thêm cái mối chuyện này của bác người nghe cho vui vui lâu lâu ấy. Trong cái cổ, cái chuyện cổ Việt Nam nó có cái kể một chuyện này này. Nó có anh chàng thanh niên này thì sống gia đình cũng nghèo lắm, mà cha chết sớm chỉ còn mẹ già thôi. Anh cũng hết lòng cực lực làm ăn để có tiền làm sao để mà mua quần, mua áo, cất nhà để nuôi cho mẹ, cho cái đời mẹ được sung sướng. Mà do nó cái phước nghiệp đời trước sao mà làm đâu nó thất bại đó. Buôn bán thì lỗ lã, mà hệ làm rẫy làm ruộng thất mùa. Riết anh mới buồn quá, anh không làm nữa. Anh nói không biết sao kỳ vậy, thôi giờ mình không làm nữa, để đóng cửa nhà tạm mẹ mình, bây giờ qua Tây Phương mình hỏi Phật thôi. Tại sao con cũng hết lòng làm ăn để có tiền có bạc nuôi mẹ mà làm thất hoài vậy? Anh mới đóng cửa nhà đi qua Tây Phương hỏi Phật, mà bây giờ Tây Phương ở đâu vậy quý vị? Ông nói Tây Phương tức là chắc ở hướng Tây quá, thôi giờ mình cứ nhắm hướng Tây hoài để tới để tiếng Phật. Cái đường xa thì tích mù dặn dặm, mà anh đi hoài anh không có mỏi. Đi riết hôm nọ mới tới cái con sông nọ, con sông nó rất lớn, cỡ chừng mấy cây số vậy, mà không có xuồng ghe gì hết. Tôi nói cá dưới là cá sấu nó đội lễn ngỡn ở trên, mà cá mập nó tấp nghe lãng cản ở dưới. Anh nói bây giờ nếu không có xuồng que thì đi qua không được, mà lội xuống đây thì cũng hiến thân cho cá mập cá xà, mà nếu qua không được thì làm sao gặp Phật bây giờ. Trong lúc anh ngồi anh trăn trở đó thì đang buồn lòng, thì bỗng đâu bây giờ có con sấu rất là lớn nó nổi lên, cái mình nó đông rong đông riêu ở trên, con sấu cả chừng mấy tấn vậy. Con sấu nó há miệng ra, nó nói nó này anh chàng thanh niên, anh tính qua bên sông phải không, anh đừng có lo, tôi sẽ phát tâm tôi đưa anh qua sông này. Cô bác nghĩ coi, con sấu mà biết nói chuyện, tôi nghĩ là con sấu này chắc tu hành lâu năm lắm, chớ xu tiên mà sấu thứ gì mà có con nào biết nói chuyện ở đâu. Sau khi nghe vậy thì anh này cũng nửa sợ nửa mừng. Nghe người ta nói rằng nước mắt cá sấu đó khuya kiền nó gạt mình, nó dùng cái lời ngon tiếng ngọt nó gạt mình không chừng nữa. Mà thấy cái lời lẽ cá sấu nó cũng hiền, mà cái tư cách cũng tốt, thì cuối cùng anh dứt phát thôi giờ kệ đi đại. Con sấu này cũng tốt, bắt đầu nó leo lên lưng, nó đưa anh qua bên sông. Thì sau khi lên bờ rồi, con sấu mới hỏi, giờ tôi thỏa hiệp thiệt anh nha, bây giờ anh khỏi cảm ơn tôi gì hết, có phải là anh qua bên sông anh tính tìm Phật không? Bây giờ tôi nhờ anh, bây giờ nếu trường hợp anh gặp được Phật, anh hỏi dùm tôi một câu. Tôi đã hết công mà khổ liên tu tập năm nay là gần cả ngàn năm rồi, mà tại sao tôi không có thành đạo quá rồng? Anh hỏi Phật có tôi tu chừng nào tôi mới thành đạo quá rồng được, anh nhớ dùm tôi câu đó. Cái sau khi dặn dò xong thì bắt đầu anh này mới lên trên bờ nhắm hướng Tây lộ nữa. Mà quý vị nghĩ coi, Tây Phương mà lội biết chừng nào cho tới, mà gặp Phật chừng nào mới gặp được. Nhưng mà do nó cái lòng thành cảm ứng, thì cảm ứng thì tự nhiên lúc này Bụt mới hiện ra, Phật mới hiện ra. Phật nói này thanh niên, này chàng thanh niên, con cứ vững vàng, con đi về lo làm ăn đi. Cái đời sống của con từ đây sẽ là giàu sang sung sướng, không còn nghèo khổ nữa. Còn riêng con sấu đó đó, sở dĩ mà nó tu trên 1000 năm nay mà nó không có thành đạo quá rồng đó, là tại vì trong cái bụng nó có chứa hột ngọc ở trong, nó giữ gìn, nó chắc chiêu hột ngọc này dữ lắm. Con biểu nó làm sao nó quan hỷ, nó nhả hột ngọc này ra thì tự nhiên nó thành đạo có gì hết. Sau khi nghe lời Phật dạy, đó tại chàng thanh niên mới trở về. Trở về mới gặp con sấu đó nữa, con sấu nó đưa qua sông nữa. Con sấu nó hỏi chứ anh có hỏi giùm tôi không? Chàng thanh niên nói chàng ơi sấu ơi, tôi hỏi kỹ lắm mà Phật cũng trả lời rõ lắm. Phật nó sở dĩ mà ông tu hành mấy ngàn năm nay mà không thành đạo là tại vì ông trong cái bụng anh có hột ngọc đó. Ông giữ gìn cái hột ngọc này nó quá chặt đi cho nên không thành. Phật dạy bây giờ nếu trường hợp ông muốn thành đạo thì ông quan hỷ, ông nhả cái hột ngọc đó ra thì tự nhiên ông quá rồng không gì khác. Con sấu nó nghe rồi nó tiếc. Nó cha cái hột ngọc này quý quá mà tôi nhả nó uổng biết bao nhiêu. Mà nếu trường hợp mà không nhả thì không thành đạo quá rồng được, nó cũng uổng. Nó thôi giờ anh có công nha,
anh có cái công anh hỏi Phật giùm tôi thì thôi giờ tôi sẽ tặng hộp ngọc này cho anh. Cho nên nhờ hộp ngọc đó mà anh chàng thanh niên là trở thành cái đời sống giàu sáng sung sướng. Còn riêng con rồng kia đồng đạo, khi mà nó quả, khi mà con sấu này nó riêng, con sấu này nó nhả hộp ngọc một cái, thì tự nhiên cái mình nó nhả bưng vậy. Bắt đầu nó mới quá rồng, nó bay thẳng trên mây. Như vậy thì qua một chuyện này chúng ta thấy rằng con sấu mà sở dĩ nó tu mấy ngàn năm nay mà không thành đạo là tại vì nó tham tiếc hộp ngọc đó. Một khi mà nó quan hỷ nó nhả ra thì tự nhiên nó thành. Phải đồng đạo. Cho nên tôi mới nhớ lại đó, cô bác đồng đạo mình ăn chay niệm Phật là mấy chục năm nay đó, mà tôi nghĩ rằng chưa thành, chắc có lẽ có tiếc cái gì đó không chừng. Phải không? Có tiếc cái gì đó. Coi chừng chứa 3 cái vàng 24 carat 18 để riết trong tủ, để riết nó mốc xanh hết chân, phải không? À bây giờ quý vị giờ cứ nhả ra, bây giờ mai mốt nghe người nào đau ốm nghèo quá mình nhả ra cho một chút. À, ai tật nguyền cái mình nhả ra mình cho một chút. Mơ trong đạo mình mơ mốt có cách ban trị sự, sửa ban đại diện cái mình nhả ra mình cho anh tí. Tôi dám chắc nhả với cái bữa nào nó nhẹ mình cái bắt đầu quý vị bay luôn, không chưa? Cho nên thầy nói ra qua buổi chuyện này thầy mới nhắc lại đó. Thầy kêu gọi chúng ta là cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu. Muốn cho rắn đặng quá cù xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo mở lòng nhân tiếp rước với là. Hoặc giả là nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. À, cho nên chuyện này mình ráng mình nhả ra đồng đạo buông ra nghe. Mà nhất là trong bụng mình mà nó chứa những cái tham, những cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi tà kiến nó nặng lắm. Mà hãy làm sao nó nhả được nó nhẹ cái bắt đầu lần lần cái mình thành luôn. Như vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là hành thiện. Hành thiện tức là dạy mình phải tu phước rồi đó. Nhưng mà tu phước cũng chưa đủ đồng đạo. Bởi vì trong kinh Phật nói rằng hễ mà dông thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp cố dân ba nghiệp. Cái người nào mà quên mất cái tâm bồ đề, tức là cái tâm giác ngộ thành Phật đó, mà chúng ta tu tất cả thiện pháp thì cũng là nghiệp ma thôi. Cho nên ngoài vấn đề mà thầy dạy chúng ta hành thiện tức tu phước này, thầy dạy chúng ta phải tri kinh nữa. Tri kinh là gì? Tri kinh tức là ngài dạy chúng ta phải cố gắng tu huệ nó mới được. Bởi vì chữ tri tức là biết, mà chữ kinh tức là chân lý, là lời lẽ của Phật. Như vậy thì tri kinh tức là hiểu kinh. Cái người có khả năng nhận thức được lời Phật dạy, liễu ngộ được chân lý, thấy rõ được pháp môn thì chỗ này gọi là tri kinh. Như vậy thì bây giờ nếu trường hợp mà muốn tri kinh này, muốn tu huệ này đó, muốn có được cái trí tuệ đó, thì theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, theo đạo Phật, thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện những cái điều kiện như sau. Cái điều kiện gì đồng đạo? Cái điều kiện thứ nhất là bây giờ chúng ta phải cố gắng thính pháp mới được. Thính pháp là gì? Thính pháp là nghe pháp, ta gọi là thính pháp văn kinh đó. Tức là cái người tín đồ lúc nào phải lấy cái sự là học đọc giáo lý, thường xuyên nghe pháp là một cái năng hạnh, để rồi chúng ta trau dồi trưởng dưỡng cái công đức trí tuệ của mình. Cái đó là cái điều kiện rất quan trọng. Chẳng hạn giờ cô bác mình có công chuyện gì công chuyện, nhưng mà rảnh ra thì bây giờ mình phải tranh thủ lấy giảng lấy kinh ra để xem. Hoặc là có những cái chương trình mà thuyết giảng giáo lý thế này đó, chúng ta dành thời gian ra để chúng ta tham dự. Để chi? Nó mở mang được cái kiến thức, nó bồi dưỡng được cái niềm tin, và trong cái sự tu chúng ta nó càng ngày nó càng thêm mạnh mẽ. Đây là cái điều kiện rất quan trọng. Cho nên hậu trường bữa nay mà sau khi tôi hỏi thăm kỹ lại thì cô bác mình cũng không phải Việt Nam này, ở địa phương này, mà quý vị đâu Bến Lức rồi các cái phường khác, cái huyện khác rất xa mà cũng đến đây tham dự. Tôi nghĩ rằng nếu trường hợp mà nó phi trừ không có cái lòng mà thương thầy lo đạo đặc biệt thì quý vị không có đến đây được đâu, phải đồng đạo. À, cho nên cũng dành thời gian tất cả quý vị mà hội tụ trời đây mới trở thành cái hậu trường thuyết giảng thế này. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Thầy mừng lắm đồng đạo. Thấy cái ngày thuyết giảng hôm nay mà cô mình, bác mình, anh chị em mình quay quần để ngồi đây, để rồi sống ra pháp lạc thế này, Đức Thầy mừng lắm. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí sắc phàm mê mệt đâu này.
Cho nên cái bổn phận của thầy là băng rừng, dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay nước bạn. Cái chỗ này chúng ta phải cố gắng thực hiện. Cho nên khi mà Đức Thầy viết cái bài mà Từ Giả Lằn Vắng Nghĩa, Đức Thầy có dặn dò đồng đạo chúng ta những lời thâm thiết thế này: giả từ bổn đạo ít lời, dìn câu nguyện giái chớ lơ nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây cho nên bệnh rịnh để thầy an tâm. Thầy dặn chúng ta, một là nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, hai là Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sợ. Như vậy thì nhớ lời dạy dỗ ca ngâm là gì? Tức là thầy dặn mình nhớ học đọc kinh giảng. Mà Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn, tức là dặn mình phải cố gắng niệm Phật. Hay là kệ kinh tụng niệm đếm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau, rất là quý đông đạo. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là thân cận thưởng thức. Tri kinh tức là cái giảng rồi. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là thân cận thiện tri thức. Cái chữ thân cận là gì? Thân cận tức là gần gũi. Mà thiện tri thức tức là người bạn lành. Cái người bạn mà đang tu tập với mình, họ đang thọ trì kinh giới quy tâm bảo, hiểu sâu được giáo lý, nắm vững được độ điển, đang tinh tấn tu hành đây, thì cái người đó gọi là thiện tri thức. Thí dụ giờ gần cái ban đại diện mình, thí dụ gần cái cô Kim Thoa, rồi cái gần chú Trọng Hai, rồi gần anh Đạt, gần các cái quý vị mình đây. Ở đây là những người thiện tri thức. Người ta đã có cái quá trình tu tập và hiểu được giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đồng đạo chúng ta có cái cơ hội để trao đổi gần gũi học tập. Thì cái chỗ này cũng gọi là thiện tri thức. Do nên cái niềm tin đó nó sẽ tăng trưởng lên. Cho nên trong sách nói rằng một đêm bàn luận chuyện trò, một đêm mà bàn luận chuyện trò còn hơn đọc sách tò mò 10 năm. Phải đồng đạo? Đôi khi đọc sách tò mò 10 năm mà đọc mà không hiểu, rồi phải tra, phải kiếm gần gũi, phải kiếm đủ thứ tra. Mà giờ quý vị chỉ gần gũi đồng đạo mình đến đây, trong ban đại diện đây, cái người tri thức đây, chúng ta chỉ hiểu một cái rồi, chỉ hỏi rồi ta trả lời cho mình, thì mình nhận thức được. Có phải là đáng quý không? Có phải là một đêm bàn luận chuyện trò còn hơn đọc sách tò mò 10 năm? Hay là núi cao nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ có bản lành trở duyên? Cái điều kiện đó là cái điều kiện mà rất quan trọng, thưa đồng đạo. Như vậy thì sau khi mà gần gũi thiện tri thức rồi, cái điều kiện thứ ba Phật dạy chúng ta là phải hệ niệm tư duy. Hệ niệm tư duy là gì? Tức là khi mà chúng ta nghe được giáo lý đó, được gần gũi các bậc thiện tri thức để chỉ dạy cái giáo lý đó, nó nhắc nhở mình, thì giờ đây chúng ta phải hệ niệm tư duy. Tức là mình suy nghĩ lại, suy nghĩ có cái lời Phật dạy đó có hợp chân lý hay không, và những cái lời các bậc thiện tri thức mà ta chỉ bảo đó, nó có phải là chân lý hay không. Chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Rồi chúng ta mới làm. Thí dụ giờ Đức Thầy nói rằng, Đức Phật nói rằng cái thân này là vô thường, cái của cải tạm giả. Mình xét thử có cái thân này có vô thường thật hay không, và cái của cải này có giả tạm thật hay không, đồng đạo. Nó rõ ra rã là nó rõ là vô thường thật, phải không? Cô bác nghĩ coi, giờ nếu đời học cái thân này nó không vô thường, bây giờ mình đâu có già. Hồi xưa mà quý vị sanh ra, hồi lúc còn trẻ 17, 18 tuổi đó, cũng là mặt hoa da phấn, rồi cũng đẹp chứ ai, phải không? Mấy ông cũng chết lên chết xuống vậy. Nhưng mà lại quay tới 60 tuổi, 70 tuổi rồi thì bây giờ sao? Tóc bạc, da mồi. Người ta nói già riết nữa, trổ đồ mồi. Già riết trổ đồ mồi, già riết cốc vỏ. Thì rõ ràng cái cuộc sống vô thường. Từ trẻ đó rồi già đó, từ cái mạnh đó rồi yếu đó, rồi từ cái chết đó, cái sống đó rồi chết đó, đồng đạo. Cái sự sống nó vô thường, nó chi phối trong đời sống con người rất là máu. Ở gần đây tôi có cái đứa em kế bên nhà đây, quý vị nghĩ coi, là nó 32 tuổi, nó khỏe, mà nó chết cách đột ngột là mình không có ngờ được. Nó là dân cầu thủ đá banh. Cái chiều cao nó làm thước 70 mấy, chẳng phải cái nó như tôi. Cái cô bác nghĩ coi, cái nó đang banh về thì hai cha con mới nằm mà đưa võng chơi. Nó đưa cái đứa con có 6 tuổi à. Hai cha con mới đâu cái mông lại, nó đưa con nó ngủ. Vừa đưa con rồi vừa cầm cái điện thoại nó bấm bấm bấm.
Bấm là tự nhiên cái bắt đầu nó rớt cái điện thoại xuống cái nào nó không hay. Cái đứa con nó la nó mẹ mẹ mẹ. Sao rồi tự nhiên gì cha tiểu trong cái quần cốt nhẹp mẹ ơi. Con vợ đó lại thấy vậy thì thấy bây giờ nó dồn chồng thì thấy cái mặt xanh dần. Nó biết không ổn mà. Thì sau khi kéo lên trong lúc mà rớt cái điện thoại xuống tức là lúc đó chết rồi. Cái đời sống con người nó ngắn ngủi. Chỉ một hơi thở thôi. Cho nên khi xưa có lần nọ thì Đức Phật nó hỏi các hàng đệ tử. Hỏi với cái đời sống con người nó chừng khoảng bao lâu. Ông Tăng kia là Bạch Thế Tôn là có nghĩ là cái đời sống con người là nó 100 năm. Đức Phật nói ông chưa có hiểu được cái đạo của ta. Ông kia nói Bạch Thế Tôn là có nghĩ rằng cái đời sống con người cỡ chừng 60 năm. Đức Phật nói ông chưa có hiểu được cái đạo lý của ta. Ông thứ ba nó trả lời là Bạch Thế Tôn là có nghĩ rằng cái đời sống con người nó ngắn ngủi. Nó khoảng chừng một bữa ăn thôi. Phật nói rằng ông cũng chưa hiểu được cái đạo của ta. Ông thứ tư mới trả lời là Bạch Thế Tôn có nghĩ rằng đó. Cái đời sống con người nó rất là ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở thôi. Thở ra mà không thở vào là đã kết liễu cái đời sống con người. Phật nói như thế ông mới hiểu được cái đạo của ta. Như vậy thì cô bác đồng đạo mới coi bây giờ cái thân xác con người sống thế này. Cái sự nghiệp thế này mà nó nằm trên hơi thở. Ôi tam thống khí tại thiên băng dụng nhất đáng vô thường dạng sự hôn. Hãy ba tất hơi này còn tức là còn vợ con còn sự nghiệp. Mà ba tấc hơi này mất rồi thì sự nghiệp cũng còn không phải đặng đạo. Cho nên khi xưa có ông Đặng Thành Tựu tức là một tín đồ Phật giáo hòa hảo. Cái ngày gần Tết ông lỡ lịch rồi tự nhiên ông giác ngộ. Nhớ cái năm nào mới mua cái cuốn lịch về nó dày mấy trăm trang thế này. Một ngày là chỉ gỡ một trang, một ngày chỉ gỡ một trang mà giờ đây nó còn mỏng. Ông gỡ rồi bất giác ông làm bài thơ. Ông nói rằng mỗi lần lật lịch dạ bồi hồi. Ngày tháng giường tên thấm thoát trôi. Đạo đức chưa thành đầu đã bạc. Nghĩ sao giải thoát kiếp đương hồi đây. Đó là cái lời than thở của người chân tu tâm đạo. Dạ. Đạo đức chưa thành đầu đã bạc. Mà nghĩ sao giải thoát kiếp đương hồi. Phải đồng đạo. Bây giờ cái thứ tư là thầy dạy chúng ta là phải dụng công tu tập. Bởi giờ nãy đó khi mà chúng ta thính pháp, khi mà thân cận thiện trí thức, khi mà hệ niệm tư duy, thì cái đó chỉ là cái ngôn từ ý niệm thôi. Mà chúng ta phải có trải qua cái quá trình gian tu tư để tu tập, thì chúng ta mới có tể giác được. Cho nên cái điều kiện thứ tư này thầy dạy chúng ta là phải dụng công tu tập, tức là chúng ta phải khéo léo ứng dụng cái lời Phật dạy trở về trong cái đời sống bản thân mình, để mà chúng ta có được cái sự an lạc. Cái chỗ này rất quan trọng đồng đạo. Cho nên có nhiều cái người tu mà họ than. Nói tu hoài sao không thấy an lạc gì hết. Tu mà không thấy an lạc. Sao kỳ vậy? Mà cô bác nghĩ coi giờ đó mình có an lạc hay không? À, tu mà tối ngày bây giờ giáo lý thì bây giờ cái giáo lý thì cũng không có đọc. Hàng ngày không có đọc học đọc giáo lý. Rồi không có chiêm nghiệm giáo lý. Rồi chúng ta cũng không có thời gian để tu tập trải nghiệm giáo lý thì làm sao chúng ta có an lạc? Như vậy thì tu mà muốn có an lạc thì hàng ngày chúng ta phải dành thời gian học đọc giáo lý. Phải dành thời gian để chiêm nghiệm giáo lý. Phải có dành thời gian để chúng ta thực tập trải nghiệm giáo lý thì chúng ta mới tìm được cái sự an lạc trong đó. Phải đồng đạo. Cho nên cái người tu làm sao chúng ta phải khéo léo biến Phật Pháp. Biến Phật Pháp trở thành cái đời sống hiện hữu của chính mình. À, bây giờ đó, Phật Pháp thì nằm trong giáo lý đây. Mà làm sao giờ chúng ta học đọc để chúng ta biến Phật Pháp để trở thành cái đời sống của chính mình. À, làm sao giờ từ cái sống đó, từ cái nói chuyện cũng có tinh thần giác ngộ. Từ cái ăn cũng có giác ngộ. Từ cái ngủ nghỉ làm sao chúng ta phải có tinh thần giác ngộ đó. Để biến mình trở thành cái Phật Pháp hiện thật. À, mình là cái con người giác ngộ. Thì cảm thấy chúng ta sẽ có được sự an lạc. Như vậy thì nơi đây thầy dạy chúng ta đó. Là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Chữ thị tức là thì là, mà sĩ hiền tức là người hiền. Mà cô bác nghĩ coi không phải người hiền là gì. Để hết lòng tu phước rồi hết lòng tu huệ thì không phải người hiền là người gì đồng đạo. Bây giờ qua câu thứ ba, thầy dạy chúng ta là tiếp là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Bây giờ tới câu thứ tư là Phật tiền hữu nhật diễn an nhiên.
Như vậy thì kiếm huệ là gì? Cái chữ kiếm huệ là do nó chữ là trí kiếm hay là huệ kiếm? Nghĩa là hành giả nhờ do tu huệ mà giờ đây chúng ta đã có trí tuệ. Nhờ học đọc giáo lý, nhờ quán xét tư duy, nhờ tu tập mà giờ đây chúng ta đã có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta mới dùng cái trí tuệ này để mà đoạn trừ tất cả những chướng ngại, những cái mê lầm. Thì cái chỗ này gọi là trí kiếm. Bởi vì cái trí kiếm này, cái kiếm này đó, cái kiếm huệ này không phải là dùng để giết người. Chúng ta không phải dùng để giết vật, mà dùng để mà đoạn trừ tất cả những cái chướng ngại mê lầm trong đời sống của mình đó. Thì cái chỗ này gọi là trí kiếm, đồng đạo. Cho nên tôi nói rằng nếu trường hợp mà đồng đạo cô bác mình sáng nay đó, mà quý vị không có định lực, không có trí tuệ, không quyết tâm thì chúng ta không đến đây đâu. Cái tảng sáng mới cái chuẩn bị đi sách sách đi, cái bắt đầu cái đứa cháu nội nó nói, nó nói bà nội bữa nay bà đi nữa sao, mới đi hôm qua bữa nay bà bỏ con nữa sao phải không? Rồi đi cái công chuyện nhà chuyện này kia bắt đầu nó lôi kéo mình không đi không được. Cho nên cái người mà không có trí tuệ rồi thì chúng ta không có làm được gì hết, mà nhất là cái trí đó lục rồi chúng ta cắt không bén, nó chặt không đứt rồi bứt không rời rồi phơi không khô chụm không cháy đâu đạo. Làm sao phải có trí cho bén để chặt đứt tất cả chướng ngại trên đường tu của mình thì chúng ta mới có thể là đoạn trừ được. Chỗ này rất quan trọng. Cho nên thầy dạy chúng ta là mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Cái gươm lúc nào phải lấp lánh, phải bén nhạy thì chúng ta mới đoạn trừ được. Gươm trí huệ từ bi chớp chót, nó phải chớp nhón ra được, thấy không? Như vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là kiếm huệ phi tiêu đoàn chiến kiệt. Cái chữ phi tiêu là gì? Cái chữ Hán chữ phi tiêu tức là làm cho sạch đó đồng đạo. Cái chữ phi nó có nhiều chữ lắm. Thí dụ giờ cái chữ nôm của mình chữ phi, giờ quý vị có cửa chữ viết là phê y phi thôi. Nhưng mà chữ Hán chữ phi nó có nhiều chữ lắm. Chữ phi là gì? Chữ phi là bai, là một chữ. Cái chữ phi là chẳng phải cũng là một chữ. Cái chữ phi tức là làm cho nó sạch cũng là một chữ. Thí dụ giờ mấy cô cầm cái cục phèn, cái biểu con gái mà nó đứa con á, nó còn cầm cục phèn này con phi dùng mẹ cái coi, tức là nướng làm cho nó rã ra. Như vậy thì chỗ này là phi tiêu, tức là làm cho nó sạch cho nó tiêu. Như vậy thì thầy dạy chúng ta là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Như vậy thì chứng nghiệp là gì đồng đạo? Cha đã chứng nghiệp rồi mà một đoàn chứng nghiệp nó dữ lắm nghe, chứ không phải là một con cũng đỡ, một đoàn chứng nghiệp. Như vậy thì cái danh từ mà chứng nghiệp cũng gọi là nghiệp trước. Bởi vì tất cả cái việc nào từ cái thân làm, từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ quấy lỗi thì gọi là tội. Cái tội đó mới kết thành nghiệp, rồi cái nghiệp đó mới ngăn che trướng ngại trên bước đường tu tập của mình, nên mới gọi là nghiệp chướng, phải đồng đạo? Cho nên có nhiều người phát tâm tu, người ta tu suôn sẻ tốt tới đà. Có nhiều người phát tâm tu rồi gặp không biết bao nhiêu trở ngại, ốm đau, bệnh hoạn, làm ăn thất bại, nó không biết bao nhiêu cái trở ngại nó đến với mình. Cái đó là gì? Cái đó là nghiệp chướng, hay là cái đó tức là chướng nghiệp? Cho nên thầy nói rằng chướng nghiệp, nghiệp chướng lăng loàn hại sắc thân, nó làm cho mình rối hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn đoạn nó phải làm cái gì? Trong kinh Phật nói là nói về nghiệp chướng thì có ba cái chướng. Một là nhân chướng, thứ hai là phiền não chướng, và thứ ba là báo chướng. Thôi giờ cái chỗ đó con không giải nữa. Bây giờ nói theo giáo lý thầy, thầy nói đó, trong cái bài mà luận về tám nghiệp thầy có giải đó. Thầy nói rằng mỗi người có ba nghiệp chướng sau đây. Có ba nghiệp chướng. Thân nghiệp tức là tội lỗi do sắc thân gây nên. Khẩu nghiệp tức là tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Mà ý nghiệp tức là tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng này mới khiến cho con người phạm 10 điều ác kể ra sau đây. Thân nghiệp gây ra ba chướng là sắc sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp thì bây giờ lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý nghiệp thì gây ra ba cái chướng là tham lam, sân nộ, bi si. Phải đồng đạo. Như vậy thì ba nghiệp này nó rất quan trọng trong đời sống tu hành của mình. Nếu ba nghiệp thiện thì nó sẽ chế tác ra 10 điều lành. Mà ba nghiệp này bất thiện thì nó sẽ tạo tác ra 10 điều dữ. Hay là chúng ta nói cách khác là nếu ba nghiệp này thiện thì nó sẽ chế tác ra vô lượng điều lành.
mà ba nghiệp này bất thiện thì nó sẽ chế tác ra vô lượng điều dữ. Cho nên cái người tu cái mục đích làm sao hàng ngày là chúng ta phải kiểm tra ba nghiệp mới được. À, kiểm tra bây giờ cái thân nghiệp á, tặng sáng giờ cái thân này có làm gì quấy không? Mình kiểm tra có tặng sáng giờ cái miệng này có nói gì quấy không? Và mình kiểm tra cái tư tưởng gì mình tặng sáng giờ, nó có khởi cái gì, nó lạc hậu mới làm không? Cái người tu lúc nào chúng ta phải thường kiểm tra ba cái nghiệp này. Cho nên nếu trường hợp cái người mà chuyên tu rồi mệt lắm cái đồng đạo, hàng ngày phải rà tới rà lui xem lại ba nghiệp mình có phạm cái gì quấy không? Tức là cái người tu lúc nào chúng ta phải có cái tinh thần nội tỉnh, phải thường phản quan tự kỷ xoay lại bên trong của mình để kiểm tra ba nghiệp của mình. Nhưng mà thường thường đó mình tu không có dạy đâu. Phật dạy mình phải kiểm tra ba nghiệp mà không có, mình kiểm tra ta không à. Tối ngày cái kiểm tra người này rồi kiểm tra người kia, thấy lỗi người này, thấy lỗi người nọ mà quên đi kiểm tra mình. Mình cơ mình kiểm tra người ta rồi mình sửa người ta, trước ta tốt ta thành. Mà mình đâu có thành gì đâu, tại mình đâu có kiểm tra. Để tôi kể một chuyện này hơi thô thô chút xíu mà quý vị nghe cũng vui phải không? Ở trên một cái núi này, cái đồi có cái đó có vài cái chục cái nhà ở, mà trong đó có vài cái cốc của mấy cô tu sĩ trong. Cho nên trên cái đồi đó mới có một cái hồ nước nó trong, mà hồ nước nó nhỏ. Ta trân trọng cái hồ nước này dữ lắm. Hàng ngày trong sự sống múc nước cũng phải múc trên cái hồ này, rửa rau cũng đây, rồi rửa bông cũng đây, rồi tắm giặt cũng cái hồ nước này. Cho nên ta quý, ta giữ gìn cái hồ nước nó dữ lắm. Cây tảng sáng ra có cái cô tu sĩ này, cổ múc nước lên sinh hoạt cái gì đó. Mới vừa sánh cái thùng nước lên thì bà nhìn thấy có cái bộ đồ đen của ai mà trôi tọc tả dưới, ở dưới cái hồ. Bà gặp là có như bà hồn vía lên mây rồi. Bà nổi cáo lên. Bà nói trời ơi, con mẹ nào làm ăn bất nhân sắc đức gì nè. Ừ. Sống trong cái đồ này là chỉ có cái hồ này là nuôi cả cái mấy chục căn hộ thôi. Cúng Phật cũng đây, rửa rau cũng đây, là tắm giặt ở đây, mà nó đem bộ đồ đen nó thảy đây cái rồi là chết hết, còn gì, làm sao sai được. Con mẹ nào mà làm ăn bất nhân sắc đức, bà chữ bà rửa đủ thứ ở trên, bà nhảy tương tự. Mệt rồi cái cô ta mới lấy cái cây mới khiều lên cái bộ đồ của ai. Khiều lên coi kỹ thì bộ đồ đen của mình phơi đằng kia nó rớt xuống dưới này. Cây bà lẹ làng, bà gói là bà em ru hết trơn, không có chữ gì nữa hết trơn. Cô bác nghĩ coi phải bộ đồ của ai là bà chữ tới chiều chưa tắt máy đâu phải không? Mà bộ đồ của mình cái em ru hết trơn. Cho nên cái người tu chúng ta vậy đó. Cho nên hàng ngày thầy dạy chúng ta là ai ai hãy ráng xét mình. Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cái chỗ đó là chỗ tu. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình rạch lá tìm sâu. Thường thường mấy con sâu mà sâu lớn nó không có nằm khơi khơi trên đâu. Nó nằm trong bẹ, trong kẹt á. Mình phải rạch ra, mình kiếm nó mới thấy đồng đạo. Cái lỗi mình cũng vậy. Cho nên Đức Lục Tổ khi xưa dạy mình đó, người tu theo chánh đạo muôn vật chớ tổn thương. Lỗi mình hay xét thấy mà hiệp đạo chân thường. Rõ ràng đồng đạo. Thầy dạy chúng ta rất dễ là ai ai hãy ráng xét mình. Nếu còn tánh xấu thì được ra ngoài. Cái đó là cái chỗ tu đó đồng đạo. Tu là tu vậy. Cho nên cái người tu đó, chúng ta đều có cái lý tưởng, cái bản nguyện giải thoát. Phải không? Giờ mấy chú bây giờ cũng có cái bản nguyện giải thoát, cũng có cái lý tưởng giải thoát. Mấy cô, mấy chị đây cũng có cái bản nguyện giải thoát, cái lý tưởng giải thoát. Nhưng mà chúng ta hỏi lại giải thoát từ chỗ nào? Giải thoát ở đâu? Giải thoát từ nơi cái ba nghiệp này. Phải đồng đạo. Nó giải thoát từ nơi cái ba nghiệp này. Hãy ba nghiệp thanh tịnh thì giải thoát. Mà ba nghiệp bất tịnh thì chúng ta phải chịu đức hầu thôi. À, cho nên hàng ngày chúng ta phải kiểm tra ra ba nghiệp này. À, để xét coi bây giờ cái thân nghiệp mình có thanh tịnh chưa? Rồi cái khẩu nghiệp mình có thanh tịnh chưa? Và cái ý nghiệp mình có thanh tịnh chưa? Cho nên Phật nói rằng hãy mà tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi thì Tây Phương quyết đáo chung du Phật Đài. Cho nên cái mục đích tu là chúng ta phải tịnh hóa ba nghiệp của mình. À, một là thân nghiệp thanh tịnh, và thứ hai là cái khẩu nghiệp mình phải thanh tịnh, và thứ ba là cái ý nghiệp mình phải thanh tịnh. Như vậy thầy dạy chúng ta là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Khi mà tất cả cái nghiệp trước nó sạch rồi, tức là không còn tham, không còn sân, không còn si,
và ba nghiệp thanh tịnh thì sao? Thì cuối cùng Phật tiền hữu nghiệp chính an nhiên. Nó rõ ràng vậy thôi, phải không đạo? Tôi rõ ràng cái chỗ này chúng ta không còn nghi ngờ gì hết. Cho nên cái mục đích của người tu là chúng ta hàng ngày chúng ta phải khéo léo biến cái chất phàm phu của mình để trở thành cái chất của Phật Thánh. Cái đó là cái mục đích của người tu, cố gắng biến cái chất phàm phu của mình. Cho nên hễ mà chúng sanh tạo nghiệp ác được thì chúng sanh tạo nghiệp thiện cũng được, chứ đâu có gì đâu. Mà hễ chúng sanh tạo nghiệp khổ được thì chúng ta cũng tạo nghiệp vui được. Chúng sanh tạo cái nghiệp truyền phước được thì chúng sanh cũng tạo cái nghiệp giải thoát được. Nói chung là hãy chúng ta tạo cái nghiệp chúng sanh được thì chúng ta cũng tạo cái nghiệp Phật Thánh được. Không có gì khó trong đạo. Nói chung là từ cái thiện ác, từ cái tốt xấu, từ cái khổ vui, từ cái xíu đỏ đều do mình cả. Chứ thật ra không ai làm cho mình hết. Cái người mà hiểu đạo Phật chúng ta phải hiểu như vậy mới đúng cái nghĩa đạo Phật. Từ cái thiện ác, từ cái tốt xấu, từ cái khổ vui, từ cái siêu đỏ cho mình, chứ không ai tạo cho mình hết. Đừng có nghĩ là cái người nào tạo cho mình, không phải, mà chính mình để tạo cho mình. Cho nên khi xưa Nguyễn Du nói là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dĩ quan. Hãy bây giờ chúng ta theo đời tạo nghiệp thì khổ, mà hãy theo đạo tu tập thì chính chúng ta được an vui thôi. Nghe đây là cái lẽ nó đương nhiên. Nói chung là cái người tu mà chúng ta sống cuộc đời này chúng ta còn tham nhiễm cái gì đó đều phải điều chịu với quyền quản lý diêm vương hết. Thí dụ giờ bây giờ nếu trường hợp mà tu tự lực đó nghe, mà cái người nào tu mà còn tham áo dài đó cũng chưa giải thoát nữa, phải không? Có ông sư đó, ông tu mà ông còn ham áo dài, ta cúng dường áo dạo đẹp quá. À, tới nào mà cuối cùng chết rồi, đồng đạo nghĩ coi là đầu thai làm con rận ở trong áo dài. Có ông cư sĩ nọ, ông trồng bụi mía, hằng ngày ông thương ông mến cái mía đó, mà sau khi chết rồi thần thức phải chui làm con sâu trong bụi mía. Có ông sư nọ, ông có ông tu nọ đó, hằng ngày người ta cho cái hột chuỗi rất là quý, ông cứ măng mía, ông cứ đếm hột chuỗi đó hoài, ông cứ tham thích hột chuỗi đó hoài, mà sau khi chết làm cái con mọt trong hột chuỗi đó, chứ không phải đơn giản. Nói chung là mình tu mà còn tham đắm cái gì trên thế gian này thì còn dưới cái quyền quản lý diêm vương hết trong đạo, không có ra khỏi. Bây giờ tôi xin kể một chuyện này nữa, cái bắt đầu mình nghĩ nha, nó hết giờ. Cái quý vị nghĩ coi, hồi xưa có ông sư này, ông tên là ông Thiền sư Kim Bích Phong. Ông xuất gia còn nhỏ mà tu tập giỏi lắm. Mà phải nói rằng ông là cái người nội công rất là thâm hậu. Mỗi lần ông nhập định cái là 2 ngày, 3 ngày một tuần lễ vô chơi. Hôm nọ thiền sư đang nhập định thì cái tâm thanh tịnh, thì bây giờ sư biết rằng chỉ còn có 3 ngày nữa là Diêm Vương sẽ sai quỷ tốt đến bắt mình. Ông biết là 3 ngày nữa là Diêm Vương sẽ sai quỷ tốt đến bắt mình. Mà ông nói giờ nếu trường hợp mà Diêm Vương sai quỷ tốt đến bắt mình á, mà mình nhập định, nhập định thì bây giờ cái tâm mình nó thanh tịnh, nó hòa với hư không, rồi làm sao Diêm Vương bắt được? Bởi vì bắt là bắt cái tâm chứ đâu phải bắt cái thân. Cái sau khi sai quỷ tốt bắt thì quỷ tốt nó mới kiếm ông. Kiếm một ngày rồi mà không thấy ông ở đâu. Kiếm ngày thứ hai không được, tới ngày thứ ba cũng không thấy nữa. Cái quỷ tốt nói cha, bây giờ cái định Diêm Vương thì sai mình nội trong 3 ngày phải bắt Kim Bích Phong. Mà tới ngày thứ ba rồi bắt không được làm sao giờ? Quỷ tốt mới nhớ lại là ông thủ địa. Thủ địa tức là ông thần địa phương, chắc ông rành lắm. Mới đi gặp thủ địa, mới nói là cái phận sự mình là được là Diêm Vương sai bắt Kim Bích Phong, mà bắt bữa nay là ngày thứ ba không được. Thần có cách nào thần giúp giùm tôi không? Ông thủ địa nói cha, ông Kim Bích Phong này đó, ông nhà sư này tu hành tinh tấn là buông bỏ muôn duyên, ông giỏi lắm, cũng khó bắt lắm. Nhưng mà thôi giờ ông, giờ tôi cũng chỉ ông cái này nghe, nói nhỏ nhỏ thôi, ông giấu giùm tôi nghe. Tuy là ông tu hành tinh tấn buông bỏ nhân duyên muôn duyên, nhưng mà gần đây đó có một vị vua mới mến mộ cái tài đức ông, mới cúng cho ông cái chén bằng ngọc. Hằng ngày ông quý cái chén này dữ lắm. Cho nên làm sao mà ông kiếm được cái chén bằng ngọc này đó thì ông bắt ông được vậy nè. Sau khi nghe được cái bí quyết này rồi đó, rồi quỷ tốt mới lục nó kiếm được cái chén của ông. Trong lúc đang ngồi thiền định đây, cái nó cầm cái chén, nó lấy đầu nó khua, nó gõ nghe bon 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 bon. Chú nói chàng ơi,
Trong lúc ta thiền định ta cắt cái chén này kỹ lắm mà ai mà kiếm được gõ kiểu này, gõ rồi bể cái chén ta còn gì. Ông động tâm, ông xuất định. Xuất định cái thì bắt đầu quỷ tốt nó bắt liền. Ai chàng ôi hổng rài mới gặp ông ha, bữa nay mới gặp hết, nó bắt ông. Thì sau khi bị bắt rồi mới nhớ lập tức. Nó mình tu hành là buông bỏ muôn duyên mà tinh tấn vậy, mà tiếc gì tham đắm cái chén bằng ngọc mà hôm nay bị quỷ tốt nó bắt. Ông mới buồn quá mới đập cái chén dở hết ông đào. Khi mà đập cái chén xong đàng hoàng, ông trước khi nhập định ra là ông làm cái bài khơ thơ ông thích trong dương dương thế này. Ông nói rằng nếu ai muốn bắt Kim Bích Phong, trừ phi luyện sắc khóa hư không. Chữ khóa tức là cột hư không này lại. Hư không nếu hai khóa chắc được thì sẽ tìm ta Kim Bích Phong. Nói tới đây rồi ông nhắm mắt, ông nhập định mất tiêu. Gặp mình ông nắm cái đầu tóc rồi chết rồi, phải không? Làm sao giải được, phải không? Nhập định cho mất tiêu. Như vậy thì qua buổi chuyện này chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này, nếu cái người tu mà chúng ta còn thâm đắm một cái gì đó thì đều chịu với cái quyền quản lý diêm vương. Cho nên muốn giải thoát thì chúng ta cần phải buông bỏ. Cần phải buông bỏ. Như vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứ nghiệp, thì cuối cùng Phật tiền hữu nhược chỉ trang nghiêm. Như vậy thì danh từ Phật tiền là gì? Danh tiền tức là trước mắt Phật, quỳ dưới chân Phật hoặc là ở cảnh Phật thì gọi là Phật tiền. Mà cái chữ nhự hữu nhật tức là có ngày. Phật tiền hữu nhật tức là có ngày mình sẽ gặp Phật, và có ngày mình sẽ được về bên cạnh Phật, hay là có ngày mình sẽ chứng ngộ. Hữu an nhiên. An nhiên tức là, an nhiên tức là an ổn tự nhiên. Nghĩa là sau khi mà về có Phật rồi đó, là cái người đó không bị cái sanh già bệnh chết chi phối nữa. Bên đây bây giờ muốn trẻ, trẻ không được nó già. Muốn mạnh, mạnh không được nó đau. Và muốn sống, sống không được nó chết. Còn về bển rồi mình sống cuộc đời là bất sinh, bất diệt đồng đạo. Tức là về bển Đức Phật sao, cái cuộc sống Phật sao, thì mình sống y vậy. Về bển rồi, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát lưng chuyển khỏi đau khổ tử. Về bển là Đức Phật A Đà sống bao nhiêu thì cô bác mình cũng đồng sống bao nhiêu. Nó gọi là vĩnh an nhiên. Về bển là đời sống bất sanh bất diệt, không còn lo vấn đề khổ tử nữa. Nó sướng biết bao nhiêu, phải đồng đạo. Lúc đó rồi lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một kiếp thiên nhiên, cái thân ngoại vật là thiên trong đời. Lúc đó là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Nó tự tại biết bao nhiêu đó. Cho nên thầy mới kêu gọi chúng ta là tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân. Tính xong món nợ lần khăn, thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Bây giờ tiêu diêu đạo đức luận bàn, văn du võ trụ thanh nhàn biết bao. Ô như vậy thì bây giờ cô bác nghĩ coi, chỉ một đời tu thôi, chỉ một đời ăn chay, một đời niệm Phật, một đời làm lành, một đời nuôi cha dưỡng mẹ, mà cuối cùng khi được giảng sanh về cõi Phật rồi, chúng ta được bất sanh bất diệt, tự tại an nhiên. Cái chỗ này có phải là đồng đạo chúng ta là chỉ xuất tiểu công mà cuối cùng thu đại lợi hay không? Phải đồng đạo, xuất tiểu công mà cuối cùng thu đại lợi. Về bển thành Phật, thành Bồ Tát, sống cái cuộc đời bất diệt bất sanh. Bây giờ bên đây thì bây giờ mình ở đây thì mấy cô gọi là chúng sanh, nhưng mà sau khi giảng sanh về bển thì gọi là thánh chúng, chứ không phải chúng sanh. Thánh mà thánh chúng. Dám chắc cái đồng đạo mình, nếu cái người nào mà tu giỏi, tu tinh tấn đó, quý vị mà về với con Phật rồi tu cả vài ngày thành Phật rồi, chắc có lâu đâu. Cô bác biết bây giờ một ngày một đêm có Phật là nhiêu không? Cõi Phật nhất là cái cõi Phật A-di-đà đó. Ở trong cái cõi của mình là một ngày một đêm đó bây giờ đó. Ở đây thì một ngày một đêm là có 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà về bên cõi Phật là một ngày một đêm, tức là bằng một đại kiếp bên đây. Tức nói rằng một ngày một đêm cõi Phật là bằng 1.344.000.000 năm bên đây. Về bên quý vị tu chừng ngày dài là thành rồi chứ gì, phải không? 4 năm ngày là thành phải không? Chứ có gì đâu. Một ngày một đêm là bằng 1 tỷ là 344.000.000 năm bên đây, có bác nghĩ coi, cái gì vậy? Thưa đồng đạo, như vậy thì bây giờ trở lại trong 4 câu giảng này, chúng ta thấy Đức Thầy dạy chúng ta là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ chi tiên,
Hành Thiện Tri Kinh Thị Sĩ Hiền, Kiếm Huệ Phi Tiêu Đoàn Chức Nghiệp, Phật Tiền Hữu Nghiệp Dịch An Nhiên. Ba cái câu đầu là thuộc về cái nhân địa tu hành. Mà câu thứ nhất Đức Thầy dạy về cái hành tu nhân. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ vi tiên, tức là dạy mình phải hiếu nghĩa hành tu nhân. Câu thứ hai, thứ ba Đức Thầy dạy về cái hạnh tu Phật, mà cái hạnh gọi là tu phước và tu huệ. Và cái câu thứ tư là chỉ cái cảnh giới chánh đắc, gọi là Phật Tiền Hữu Dực Vĩnh An Nhiên, thưa đồng đạo. Như vậy thì bốn câu giảng này, để tôi giảng giải bữa nay tôi tạm dịch thế này nghe, tạm dịch thôi nghe anh Đạt với ban đại diện mình. Tôi xin đọc là chánh văn. Thầy dạy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, Kiếm Huệ Phi Tiêu Đoàn Chức Nghiệp, Phật Tiền Hữu Nghịch Diễn Anh Duyên. Theo cái lời giải và dịch bữa nay tôi tạm dịch thế này, là người đời hiếu nghĩa, việc đầu tiên làm thiện hiểu kinh ấy bực hiền, trí huệ đoạn trừ bao chướng nghiệp, có ngày gặp Phật lẽ đương nhiên. Phải không đồng đạo? Vậy thì thưa các chị em, cái đề tài đến đây thì coi như đã dứt. Nhưng mà trước khi dứt lời, tôi cũng xin nhắc lại hai cái lời dạy quan trọng của Đức Thầy, Đức Phật và Đức Thầy, để đồng đạo chúng ta làm sao gắn nhớ, để rồi trên cái con đường tu tập chúng ta luôn được tinh tấn, luôn được an lạc. Trong kinh Niết Bàn nói về cái phẩm di giáo, tức là cái phẩm cuối cùng trước khi Phật nhập diệt đó, Phật có dặn các hàng tỳ kheo với lời lẽ tha thiết thế này: này các tỳ kheo, các ông chớ nghe theo dục vọng của mình mà quên lời ta dặn. Mọi việc ở đời không có gì là bền chắc, không có gì là quý giá, xác thân rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là chân lý, chỉ có đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát khỏi các người con thân yêu của ta. Năm Nhâm Ngũ, tức là năm 1942, khi Đức Thầy chúng ta cư ngụ ở Bạc Liêu, Ngài có viết cái bài cho cô Võ Thị Hội Bạc Liêu, lời lẽ dặn dò đồng đạo chúng ta rất chân tình thấm thiết. Ngài dạy: chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, chiêm bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thệ, tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con, đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mạng kiếp hồng trần sanh lạc quất, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đến đây xin dứt lời, kính chào toàn thể quý vị và chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin chân thành cảm ơn chú giáo lý viên Quỳnh Tầm Pha đã cống hiến một thời pháp rất là hay, đã giúp cho tất cả quý đồng đạo chúng ta hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời em đọc giảng viên Ngọc Anh. Em sẽ đọc một đoạn sấm giảng quyển 5. Xin trân trọng kính mời em. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng quan ái xót thương nhân chúng, bụi lô lăng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ít kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, Ngài gắng sức ra công quăng quá, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trong Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhờ
ngầm buổi phong trào tân tân đua chen theo vật chất văn minh nên ít người khảo xét kệ kinh được dắt chúng hữu tình thoát khổ thêm còn bị lắm phen giống tố lời tà sư ngoại đạo gieo vào cho nhân sanh trong già nung nao chẳng dình chặt cương xưa mạnh mẽ dùng thế lực dùng nhiều mánh khóe cam dỗ người đằng có khiến sai chúng nằm không hưởng của quanh tài để khốn khổ mặc ai trôi kề mắt thấy rõ những điều tồi tệ tai thường nghe lắm dòng ru người thêm ở thời này thế kỷ 20 cố xô xếp thần quyền cho hết người nhẹ dạ nghe qua mê mất rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh bài xích kẻ tu hành tác phước làng sông ấy nhiều người đông ơi rước dục dân tâm sôi nổi ở tràn trề cố tục nhà phỉ bán khinh chê cho tôn giáo là mùi thuốc phiền ai ném vào ắt là phải nghiện chẳng còn lo trang võ đâu chinh lấy sắc thân dẹp nổi bất bình bỏ đức tính của câu nhân quả dù ai có bền gan sắt đá cũng đồng lòng trước cảnh ngựa nghiêng đào diệu màu gặp lúc trung chuyên phận môn đệ phải lo dung quên tầm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo có thẹn hay chăng cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng đồng dẹp ga câm thanh sắc cây tướng lo chấn hưng Phật pháp mới là nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác xả thân tầm đạo Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Ngọc Anh. Kính thưa quý vị cùng quý đồng đạo, chương trình thuyết giảng Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 132 xin được kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn tấm chân tình của chư quý khách và đồng đạo đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Xin cảm ơn chư quý vị đồng đạo, mạnh thường quân, đồng đạo xa gần, vân vân đã nhiệt tâm đóng góp tài vật ủng hộ công sức làm buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Rất cảm ơn giáo lý viên Quỳnh Tầm Pha đã tặng cho chúng ta một tràng pháp nhũ nhiệm màu. Xin tri ân các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ an ninh trật tự trong suốt thời gian buổi thuyết giảng. Rất cảm ơn các chi hội từ thiện đã đóng góp công sức cho buổi thuyết giảng hôm nay. Cũng xin cảm ơn các quý cô, dì, chú, bác, anh chị đã làm tốt các công tác bảo vệ, trật tự, tiếp tân, khánh tiết, trang trí âm thanh ánh sáng, hậu cần, trụ phòng, tiếp đãi, đã ân cần phục vụ chu đáo, góp phần làm cho buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin chân thành tri ân và cảm tạ những tấm lòng vàng của tất cả chư quý đồng đạo có mặt trong buổi thuyết giảng hôm nay, cũng như các đồng đạo đã âm thầm đóng góp tài vật công sức để nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo tiếp tục chấn hưng phát triển. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng. Kính chúc chư quý quan khách, chư quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, ngưỡng mong tất cả chúng ta dũng mãnh tinh tấn tu hành, vượt qua tất cả chướng duyên, đắc thành đạo quả. Cầu mong đạo pháp vĩnh cửu miên trường, tất cả pháp giới chúng sanh đồng viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây là phần nghi thức tôn giáo bế mạc. Xin mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta nghiêm trang hướng về lễ đài để làm nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính. Thôi. Chúng tôi xin trân trọng tất cả quý vị ở lại dùng cơm trưa cùng ban tổ chức. Con ghi sâu giáo lý của Ngài, mang trái tim nhân hậu giúp người vượt qua khó khăn, cho thế gian luôn được bình an trên mọi miền xa xôi tổ quốc, cho bao người thoát cảnh lầm than, cho gia đình vượt bao đời. Là giấc mơ mong manh, nhắm mắt đi rồi như gió mây bay về cạn bụi. Người ơi nhớ cho ta mãi ghi ơn thầy dạy khuyên, luôn một lòng chia cơm sẻ áo, yêu cha mẹ giữ đạo làm con, anh em một nhà đừng có đôi dời. Gót thầy học những điều hay, ơn mẹ cha, ơn nghĩa đồng bào, ơn nhân loại tình yêu đất nước, mang cả yêu thương đem đến cho đời với muôn tấm lòng và những hoài mong, như dòng sông luôn chảy về nguồn, như biển rộng chờ cả những dòng sông. Gót thầy học những điều hay, ơn mẹ cha, ơn nghĩa đồng bào, ơn nhân loại tình yêu đất nước, mang cả yêu thương đem đến cho đời với muôn tấm lòng và những hoài mong, như dòng sông luôn chảy về nguồn,
biển rộng, chờ cả những dòng thank you.